Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm bánh da lợn với đậu xanh và khoai lang tím. Rất là đẹp mắt và cũng rất là ngon. Nếu quan tâm thì mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Đây là 500g bột năng. Đây là 400ml nước cốt dừa dảo. Nếu không thì các bạn có thể thay thế bằng 400ml nước cũng được. Mình cho phần nước dừa dảo này vào 500g bột năng. Mình cho từ từ rồi khuấy cho đều. Mình cho hết phần nước dừa dảo này vào. Và cái bột nó hơi đặc đặc như thế này nè các bạn. Nó không có lỏng nha. Sau đó mình sẽ đậy kín thố bột lại và cho bột nghỉ 30 phút. Đây là 100g đậu xanh. Phần đậu xanh này mình đã ngâm với nước ấm 2 giờ rồi vớt ra để ráo. Cho phần đậu xanh này vào sẩn để hấp chín. Đây là 200g khoai lang tím. Cái phần khoai này mình cũng đã gọt bỏ vỏ và cắt nhỏ ra như thế này. Mình cũng cho khoai lang vào trong sẩn hấp chung với đậu xanh. Mình sẽ hấp chín phần khoai và đậu xanh này. Thông thường thì hấp khoảng chừng 20 phút là khoai và đậu sẽ chín. Đậu sau khi được hấp 20 phút, mình kiểm tra phần đậu này. Đậu nó mềm như thế này là đậu đã chín. Mình sẽ tắt lửa. Đậu và khoai sau khi hấp chín và để nguội thì mình sẽ mang đi xay. Mình xay cái phần đậu xanh trước nha các bạn. Mình cũng cho cái phần khoai tím này ra ngoài thố. Đây là 500ml nước cốt dừa đậm đặc. Mình sẽ cho cái nước cốt dừa này vào trong nồi. Mình cho 250g đường vào chung với nước dừa này. Nếu các bạn muốn ngọt hơn thì sẽ cho đường nhiều hơn. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy cho đường nó tan. Mình sẽ nấu sôi phần nước cốt dừa và đường này. Khi nước cốt dừa nó vừa sôi là mình sẽ tắt lửa ngay. Đây mình đã cho nó nghỉ được 30 phút. Mình cho phần nước cốt dừa nóng mà mình vừa nấu vào trong bột và mình cho từ từ nha các bạn. Mình trộn đều bột. Mình lại cho một ít nước cốt dừa vào. Mình lại trộn đều. Thì mình sẽ rót nước cốt dừa từ từ vào cho đến hết. Và khi mình cho nước cốt dừa vào trong bột thì cái bột này nó hơi ấm ấm nha các bạn. Nó không có nóng, nếu nó nóng nó sẽ làm chín bột. Bột trở lại cái thố này. Cái lượng bột hiện nay là 1,4 lít đó các bạn. Mình sẽ chia nó ra làm 3 phần. Mình lấy ở đây khoảng 450ml bột. Cho 450ml nước bột này vào chung với đậu xanh. Mình trộn đều phần đậu xanh và bột này. Để bột và đậu xanh nó thật mịn thì mình sẽ lược qua một cái rây. Mình cho 450ml bột này vào chung với khoai tím.
mình cũng luộc khoai tím tương tự với đậu xanh. Nếu như các bạn không thích chà cái khoai này qua rổ thì mình có thể cho nó vào cối quay sinh tố, mình xay nó vẫn nhuyễn nha các bạn. Để cái phần bột đậu xanh nó có cái màu vàng đẹp thì mình có thể cho vào đây một ít bột nghệ. Mình khuấy thật đều là được. Đây là một ít nước cốt lá dứa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Cách lấy màu lá dứa nếu các bạn quan tâm thì xem đường link bên dưới phần mô tả nhé. Mình cho một ít nước cốt lá dứa từ từ vào chung với bột. Và cái màu lá dứa này nó rất là đậm, rất là thơm đó các bạn. Mình sử dụng khuôn này có size 20cm. Để mình lấy bánh được dễ dàng thì mình sử dụng một miếng lá chuối lót vào khuôn. Nếu không chuẩn bị sẵn lá chuối thì mình có thể thoa dầu không cũng được. Mình quét một ít dầu ăn vào trong khuôn. Mình quét luôn cả cái hông của khuôn để lấy bánh ra được dễ dàng. Mình sẽ cho khuôn vào để làm nóng khoảng 5 phút. Khi múc bột vào khuôn thì mình cũng khuấy đều cái phần bột này, không cho bột nó lắng bên dưới đáy thố nha các bạn. Sau khi làm nóng khuôn được 5 phút thì mình sẽ cho 1/2 bột lá dứa vào khuôn. Mình sẽ hấp phần bột lá dứa này khoảng chừng 5 phút. Sau khi hấp bột khoảng chừng 5 phút, mặt bột hơi trong thì mình sẽ tiếp tục cho lớp bột thứ hai vào. Cho xen kẽ cứ một lớp bột màu tím thì một lớp bột màu vàng. Sau đó mình sẽ đậy kính nắp nồi lại và tiếp tục hấp khoảng 10 phút nữa. Sau khi hấp bánh được 10 phút, mình cũng kiểm tra phần bột này. Mình thấy cái mặt bột nó hơi trong như thế này thì mình sẽ cho thêm một lớp bột nữa vào. Bột cũng xen kẽ màu tím và màu vàng nhưng ngược lại với lớp thứ hai. Mình sẽ tiếp tục hấp bánh cho đến khi mặt bánh trong lại. Sau khi hấp bột thêm 10 phút thì mình sẽ cho tiếp lớp bột lá dứa cuối cùng vào. Mình sẽ tiếp tục hấp bánh cho đến khi bánh chín là được. Sau khi hấp phần bột màu lá dứa này thêm được 10 phút, mình kiểm tra. Bột nó trong như thế này là bánh đã chín. Mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ lấy bánh ra ngoài và để cho bánh thật là nguội. Bánh này mình đã để cho thật là nguội, mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Mình sẽ cắt bánh ra để các bạn xem cho rõ nha.
Các bạn thấy cái bánh nó rất là dai nè các bạn. Chúc anh chị em và các bạn làm được một món bánh thật đẹp và thật ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.